cho các bạn xem nhá. Bạn ấy trượt rất là giỏi nhá. Đây là cầu trượt rất cao, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Con ơi, con cho cái chân xuống, con trượt chân xuống trước. Con đừng chui kiểu đấy. Con ngồi lại đi, con cho chân xuống con trượt. Quay người lại. Hả? Con thích cầu trượt kia hơn à? Đấy, trượt cái cầu đợt đây, cầu trượt bên này con này. Ý ơi, cầu trượt bên này này. Đấy, đi sang bên này. Con trèo lên. Đấy nhá, cầu trượt xoáy quá. Con cái bên cái trượt bên này nó dài hơn này con. Nó dám trượt. Bỏ dép ra, bỏ dép ra. Bỏ ra đi vào đây bẩn lắm. Bỏ dép đi bẩn lắm con ạ. Huy dám trượt ống này không? Trượt trượt ống này. Đấy treo lên. Có treo lên không? Đây bố đỡ lên. Rồi, để được. Trượt cái ống xanh cao tròn ở trên ấy, trượt đấy thích hơn. Đấy, trượt xuống, ngồi trượt xuống. Nào, trượt chân xuống trước. Đúng rồi. Rồi. Xoáy chân ốc, xoáy chân ốc, xoáy chân ốc, xoáy chân ốc. Trượt bao giờ phải cho chân xuống trượt nhá. Trượt rồi chân rồi con, chân trượt xuống đúng rồi. Trượt đi đừng cúi để ngã ấy con ạ. Cứ trượt xuống bình thường. Đừng có nhìn, trượt xuôi chân xuống. Đúng rồi. Đừng có nhìn người đấy là ngã lộn cổ đấy. Thấy chưa? Con đừng có nhìn nhòm nhòm người đấy. Rồi con trèo lên đây. Ôi, trơn quá. Đây bố đỡ lên. Đây bố đỡ lên. Đỡ lên. Đỡ lên, đỡ lên. Đỡ lên, đỡ lên. Rồi, cái lệnh cộng đầu. Con nói gì?